thì thấy hai em cái này là quan trọng là bất vụ lợi, là hai tụi em làm không công, làm công nhưng mà không có phí. Có nghĩa là hai tụi em làm free hết, là những anh chị em ở trong tổng hội sinh viên xưa tới giờ ai cũng làm free hết. Thì khi mình nói về free, nhưng mà quý vị đang thắc mắc tại sao hội Tết năm nào cũng họ phải mua tiền mua vé. Khi mình nói về free là hội là non-profit mà, nhưng mà tại sao phải bỏ tiền mua vé? Dạ, tại vì mỗi năm là cái Tết Festival tụi em là những cái người mà hoạt động Tết Festival là tụi em là volunteers. Nhưng để mà dựng lên cái Tết Festival tụi em cần phải có một cái office, tụi em cần phải có những cái mua những cái, để khi mà quý vị đến cái Tết thì quý vị thấy những cái làng Việt Nam là những cái đó là được dựng lên hoàn toàn từ gỗ, là tất cả mọi thứ là tụi em phải mua, tụi em phải trả lại cho cái nơi mà tụi em mướn để mà dựng lên cái festival. Thì cái lý do mua vé là để giúp tụi em trả những cái phí đó, và còn cái phần còn lại đó là tụi em dùng để mà tụi em tạo ra những cái học bổng cho mấy cái trường và cho mấy cái hội đoàn trong cộng đồng. Thì những cái hội đoàn đó cũng phải là những hội đoàn phi vụ lợi giống như của chúng em. Mà cái đó chị cảm ơn em đã trả lời. Mà chị nói là mình nói là cái hoạt đầu tiên thôi là mướn cái chỗ để mà cho họ chơi Tết không rồi. Đã là đắt tiền rồi. Chị không có suy nghĩ được tới bao nhiêu, nhưng mà một chỗ rất là lớn mà tụi em phải có, giống như em nói làng Việt Nam thì ở đâu mà tụi em có cái thời gian mà cái sức để mà dàn dựng lên cái làng Việt Nam, và mỗi năm là giống nhau hay khác nhau em? Dạ, mỗi năm là cái làng Việt Nam đó khác nhau, thì mỗi năm là tụi em có những cái trưởng ban làng Việt Nam. Là năm nay là em bên trong team của em là có 3 bạn. Thì tùy theo cái vision, tùy theo cái artistic, những cái cảm hứng của cái người trưởng ban đó mà họ xây dựng lên cái làng Việt Nam như thế nào. Thì tụi em cũng muốn nói thêm là cái làng Việt Nam đó là không chỉ có mấy bạn trưởng ban mà có rất là nhiều mấy em volunteer khác, high school có, sinh viên có, và có cả những người lớn tuổi cũng quay lại giúp nữa. Là có những cô bác ở trong cộng đồng này đã làm với tổng hội sinh viên từ năm 80 mấy vẫn quay lại giúp chúng em dựng lên những cái làng Việt Nam đó. Dễ thương quá ha. Dạ, nó là một cái truyền thống mà cũng lâu lắm rồi, 30 mấy năm rồi. Dạ, khi mà em muốn trao đến cho quý vị là Tết hội trợ Tết sinh viên không chỉ là 1-2 người đứng sau, nhưng mà một team toàn là directorship. Anh Thịnh là người đứng đầu, nhưng mà sẽ có một team directorship, và mỗi directorship team sẽ có những em phía sau đó nữa. Là một cái team trong vòng hơn nửa năm tụi em sẽ gây dựng cái Tết. Vậy là bây giờ quý vị nào đang xem chương trình nói về góc khuất của hội trợ Tết của những em UVSA ở đây, họ tổng hội sinh viên, thì nhiều quý vị đang thắc mắc là đang muốn biết thêm như thế nào, và nghe nói là một nhóm, còn nhóm sau lưng, còn nhóm nữa, thì có thể nói thêm là thông thường bây giờ mình nói vô nha, vô cái chủ đề là behind the scene của hội trợ Tết, thì thường mỗi năm là bao nhiêu members hay bao nhiêu volunteers để mà giúp cho hội trợ Tết? Dạ, thì theo như em biết là mỗi năm là tính luôn cả director và những em hoạt động mà gọi là staff á, chính cho cái hội Tết sinh viên đó, thì tụi em có tổng cộng là khoảng 300 thiện nguyện viên, và tụi em còn có thêm khoảng gần 700 những em học sinh mà cấp 3 đó, trung học, làm thiện nguyện viên cho chúng em trong cái ngày của Tết Festival, trong 3 ngày Tết Festival. Vậy là nhóm mắt thôi là cũng trên 1.000 người. Dạ đúng. Và chưa tính đến những người mà lớn tuổi mà quay lại giúp chúng em. Thì họ cũng là thiện nguyện viên luôn. Thì ở đây em còn thêm, giống như mình nói là 1.000 người mà làm sao mà manage hết? Mỗi cái đơn vị như vậy sẽ phụ trách chính đó thôi, giống như hồi nãy anh Thịnh đã mention là làng Việt Nam có 3 directorship phải không? Rồi trong cái đó là có cái team nữa, and after that team they have like volunteers để mà gây dựng ra cái làng Việt Nam. Mà mình thấy Tết tổng hội sinh viên, cái hội trợ Tết chỉ có một phần đó là có làng Việt Nam, mình có nhiều hơn nữa, mình có cái main stage, mình có cái small stage cho mấy cái small contest cho mấy em nhỏ. Và mình có vendors, mình có like a lot of stuff, so rất là nhiều, và mỗi người phụ trách cái điểm đó sẽ không có đạp chân của nhau. Và anh Thịnh là người sẽ nối kết mọi người lại và ngồi sẽ bàn với nhau. Mỗi 2 tuần là anh Thịnh ngồi với all directorship và nói chuyện để mà nói ok, công việc bạn như thế này đã làm được chưa, rồi cần cái gì nữa. Và cho nên anh Thịnh là giống như bậc cha của mấy em vậy đó. Rồi mình chưa kể là nói về cái khi mình nói về entertainment nữa. Dạ đúng rồi. Dạ là mỗi năm phải có ca sĩ tới hát nữa. Dạ thì cái người mà giống như Tâm nói là em là trưởng ban Tết Che, là trưởng ban quản trị, trưởng ban lãnh đạo của cái hội Tết. Thì dưới em là có 13 người trưởng ban của mỗi cái nhánh khác nhau, thì họ sẽ quản lý những cái nhánh của họ. Thì do đó là cho dù có nhiều người tụi em vẫn có thể manage được, là tại vì mỗi một cái vị trưởng ban, mỗi một cái người trưởng ban có một cái vị trí và một cái nhiệm vụ của mình, và em chỉ là người giúp họ đạt được những cái điều mà họ muốn làm trong cái committee, trong cái ban của họ. Thì mình nói là năm nay hội chợ Tết, chị nghe nói nó khác với năm xưa hả? Là có gì khác biệt? Tại năm trước mình không có mình bị Covid cho nên mình không có hội chợ Tết. Thì năm nay mình làm cái gì khác không? Hay là sao? Dạ thì cho những quý vị nào mà chưa được đi hội chợ Tết của chúng em bao giờ, hoặc là những quý vị nào mà đã từng đi rồi và năm sau cũng có dự định quay lại, thì năm nay của chúng em là năm thứ 40 của hội chợ Tết. Thì cho cái năm thứ 40 này, tụi em hy vọng sẽ có rất là nhiều những cái thứ mới. Và một trong những cái điểm mà em có thể nói trước đó là những cái chương trình trong hội chợ Tết là sẽ nó chúng em đang hướng về cái mục đích là làm cho nó hoành tráng hơn. Bật mí chút xíu được không em? Dạ thì cái này thì cái này mình hơi bị sớm quá, cái này phải đến chắc maybe là đến tháng 11, nhưng tháng 12 thì mình có thể nói sâu về những cái đó. Nhưng mà chị biết đó, chị có tin nội bộ nha, là khi mà ai mà muốn làm volunteers á, những cái học sinh đó không phải là ai muốn làm volunteers cũng được đâu, phải đi qua duyệt cái đơn, phải apply như sao, phải phỏng vấn. Thì cái này một cái nó rất là giống như cho những em đó một cái giống như là đi xin việc vậy đó. Dạ thì cái này là cũng để giúp cho mấy em đó có một cái, có nhiều em là học làm sinh viên 4 năm trời nhưng mà chưa bao giờ mà nộp đơn đi xin việc, chưa bao giờ phải làm tự làm cái resume, chưa bao giờ mà ngồi trong cái phỏng vấn xin việc bao giờ hết. Thì cái này là một trong những cái để mà tập cho mấy em đó cái việc đó luôn. Thì cái và chúng em cũng muốn là những cái người mà thiện nguyện viên, những cái em học sinh thiện nguyện viên đó phải có thời gian, phải có cái dedication. Tại vì chúng em không phải ai cũng nhận được. Hay, có một cái cho những em đó là mình phải quyết tâm, mình muốn làm thực sự chứ không phải là apply chơi vui hay là chỉ đi theo người bạn để chơi thôi. Thì là cái này cũng là serious nha. Là mấy em phải gọi là có một cái thiện ý là muốn giúp để mà dựng lên cái Tết Festival này. Tại vì cái Tết Festival này được dựng lên cho cộng đồng chứ không phải là dựng lên cho chúng em. Nếu mà dựng lên cho chúng em thì maybe sao cũng được, nhưng mà này là cho mọi người đến chung vui. Có rất những cái em bé nhỏ khi vừa thấy truyền thống Việt Nam bao giờ hết, nên tụi em muốn dựng là một cái gì đó mà người lớn, trẻ nhỏ và tất cả mọi người đều có cái để nhìn đến và wow. Cho em tiếp theo lời của anh Thịnh là cái quá trình mà tụi em duyệt cái application process không chỉ riêng cho volunteer, những người thiện nguyện viên, nhưng mà along with anh Thịnh cũng phải apply. Mỗi năm Tết Chair và Tết Festival Committee sẽ apply và được bầu cử lên cái phụ trách như vậy, và mỗi năm sẽ như vậy. Dạ là phải bầu cử đàng hoàng luôn. Rồi phải đứng trước mặt mọi người và làm cái speech, làm cái statement like the vision of this year and all that grand stuff that phải come in prepared. Vậy là em có thể kể chút xíu về cái kỷ niệm đó không? Dạ thì em là mỗi năm là cũng giống như Tâm nói là những cái chức vụ mà trưởng ban, những cái chức vụ directors của Tết và cũng như là tổng hội, những cái chức mà executive board của tổng hội đều phải được bầu cử qua, là những cái thành viên trong tổng hội sinh viên là mỗi người sẽ bỏ vào một vote để mà bầu cho cái người đó. Và thì cái lúc mà làm cái speech thì có hơi nervous một tí, có hơi hồi hộp, nhưng mà nói chung là tại vì đây là cũng là năm thứ tư em làm cái hội Tết rồi, nên em cũng có những cái vision, những cái đam mê và những cái ước muốn của em cho cái hội Tết nó thay đổi như thế nào. Thì em chỉ là thông qua cái speech đó, thông qua cái speech mình gọi là gì ta, diễn văn hay là cái thì chị hiểu chắc quý vị không hiểu, mà nói cho truyền đạt đến cho các bạn tác ngôn hả em? Dạ đúng rồi, phát ngôn. Ơi đừng đâu chị nhớ đến chữ đó. Thì cái này là chị hỏi rồi, là tương lai em có muốn đi xa hơn rồi lên lòng ông chủ tịch không? Tổng hội. Dạ không. Bên đâu đừng đâu giờ nó không là không em. Như chị ngày xưa chị cũng đâu nghĩ là chị sẽ hỏi chủ tịch của hội đâu. Nhưng mà từ một cái cơ duyên nào đó với cái đam mê của mình, như này những người bầu cử cho mình họ thấy được cái đam mê của mình, cho nên cái lòng tin của họ dành cho mình.